1,3 tháng, nhà đầu tư phấn khích. Đồng tiền ảo lớn nhất tính theo vốn hóa thị trường đã tăng lên mức 9.381 đô la Mỹ vào chiều chủ nhật, ngày 16 tháng 6. Đây là mức giá cao nhất kể từ ngày mùng 10 tháng 5 năm 2018, theo coi đề. Trước đó, Bitcoin được giao dịch lần cuối ở mức 9.250 đô la Mỹ, tương ứng với mức tăng 6,4% trong ngày. Tính theo tháng, đồng tiền điện tử này đã tăng 8%, tới sáng 17 tháng 6 giá Bitcoin giảm nhẹ xuống 9.100 đô la Mỹ trên coin. Cùng với đà tăng ấn tượng của Bitcoin là sự hào hứng quay trở lại của các nhà đầu tư. Theo dữ liệu của công ty phân tích Bessary, hơn 19 tỷ đô la Mỹ Bitcoin đã được giao dịch trên các sàn giao dịch tiền điện tử trong 24 giờ qua và ngày một trở nên nhộn nhịp hơn. Với đà tăng giá này, thị phần của Bitcoin trên toàn bộ thị trường tiền điện tử đã tăng vượt ngưỡng 57,1%, từ mức thấp gần 55% vào thứ Sáu, ngày 14 tháng 6. Sự tăng giá của Bitcoin cũng giúp các đồng tiền ảo khác tự do phi mã. Cụ thể trong chiều qua, đồng Litecoin đã tăng 2,3%, Ethereum, XRP và Bitcoin Cash đều tăng trên ngưỡng 4%, theo CoinMarketCap. Trong 7 ngày gần nhất, Litecoin vẫn dẫn đầu trong top 10 với mức tăng 18,29%, đứng thứ hai là Bitcoin với mức tăng 17,2%. Tuy nhiên, nếu tính trong vòng 24 tiếng, EOS mới là đơn vị tiền ảo tăng mạnh nhất, với mức tăng 7,4%. Sắp tới, các nhà đầu tư tin rằng Bitcoin sẽ tiếp tục tăng cao hơn nữa và vượt ngưỡng 10.000 đô la Mỹ ngay trong tuần này. Sự tăng giá trở lại của Bitcoin sau một thời kỳ khủng hoảng được cho là giống như giai đoạn tháng 10 năm 2015, với những dấu hiệu cho thấy sự khởi đầu của một đà tăng trưởng dài hạn. Nguyễn Nguyễn